Hôm nay, tòa án nhân dân quận cầu giấy hà nội tuyên án sơ thẩm tập đoàn flc thắng kiện báo điện tử giáo dục việt nam trong vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do báo đăng tin không chính xác gây thiệt hại nặng nề tới uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Theo hội đồng xét xử, thì việc báo điện tử giáo dục việt nam chưa xác minh thông tin để làm rõ vấn đề quyết toán các hợp đồng giữa tập đoàn flc và công ty hòa bình nhưng đã đề cập tới việc flc chây ỉ nợ là chưa có căn cứ làm ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác và uy tín cũng như là hoạt động của flc. Ngay sau bài báo được đăng tải thì cục báo chí cũng đã xử phạt báo giáo dục Việt Nam vì hành vi đăng tin không đúng tôn chỉ mục đích. Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của tập đoàn FLC buộc báo điện tử giáo dục Việt Nam phải bồi thường 14 triệu 900 đồng và phải gỡ bỏ ngay tất cả các bài viết đưa thông tin không chính xác, công khai xin lỗi FLC trên các phương tiện truyền thông đại chúng.